Đây là cách làm mắm chưng trứng thịt. Nguyên liệu nó là 7 cái trứng, 300g thịt xay, lạt bánh mì, 200 mắm lóc, 3 muỗng đường, 1 củ hành trắng, củ hành tím, dẻ tép tỏi, tiêu muốn ăn cay hay muốn ăn nhiều ít tùy, 1 muỗng 2 muỗng cà phê. Mắm thì nếu mà mình làm con mắm á, thì nó ngon hơn là mình mua sẵn xay ngoài chợ. Xay ngoài chợ nhiều khi người ta xay tùm lum không biết cái gì. Mắm gì mà nó có xương nữa, mình về mình phải mất công mình lược ra. Mình cho mắm, tỏi và củ hành vào, mình xay chung nha các bạn. Các bạn xay chung vậy thì cái nước củ hành tỏi rồi nó quyện ở trong cái thịt, cái mắm á, cái thịt của mắm á, là nó thơm hơn hi. Mình trộn thì nó không thơm bằng. Mình cho nửa lát bánh mì vào, mình xay luôn. Bây giờ thì mình cho các cái thịt vào. Mình cho thịt vào. Ba muỗng đường. Tại vì mắm của mình nó mặn, mình cho nhiều đường tí. Củ hành xay, củ hành tím, nãy mình xay là củ hành trắng, tiêu, giờ mình đập trứng nha. Mình cho vào đây là 3 cái trứng. Cái trứng có lòng đỏ luôn nha các bạn. Còn 4 cái thì mình cho lòng trắng và mình chừa trồng đỏ lại. Mình chỉ bỏ lòng trắng thôi. Một muỗng canh mỡ, mỡ các bạn phi hành cho nó thơm. Cho mấy cái trứng vịt xíu. Trứng gà. Nãy có cái bánh mì mà xay vào á là để nó mềm. Cái mắm mình nó mềm nhưng mà nó không có bị nhão nha các bạn. Bây giờ mình trộn đều lên nhé. Người làm mắm ấy nó bị, nếu mà
không có cái bánh mì á, cái thịt á, khi mà mình hấp xong á, nó thường thường nó hay bị cứng, thì có cái bánh mì vào á, nó không có bị, cái thịt của mình nó không bị cứng, mình hấp xong nó không có bị cứng. Ở mắm khi mà mình trộn đều xong thì nó đều vậy các bạn. Rồi xong mình để đây ha, khi mình đi bắt cái lò trước nha, bắt cái nồi hấp ha, xong mình sẽ chở lạnh bỏ vô chén, mình cho dầu vô cái chén, xong mình lấy cọ mình quét nó chung quanh cho nó đừng có dính chén nha, lát mình dễ lấy ra. Để lưng thôi nha các bạn. Phần này thì mình làm được bốn chén mắm, trong khi chờ để vô mình chỉ cho các bạn. Chút xíu màu đều vô cho cái này, những cái mình quay mình chét lên mặt. Bây giờ mình hấp đi, mình hấp lửa vừa medium 25 phút nha. Mình lấy cái khăn vải mình phủ lên cho nó đựng nước, nó đừng có nhiễu vô chén mắm của mình ha. Khi mà cái lò của mình nó sôi được 10 phút rồi đó, thì các bạn cho nó low xuống nha. Giống mình mà để lớn quá như thì nó sẽ bị nổi bọt lên. Sau 25 phút các bạn xăm thử, xăm
cái cây xăm thử, nếu mà nó không có xịt nước nữa là mắm của mình chín rồi nha, khô ấy. Là chín rồi. Bây giờ mình chét trứng lên nha. Các bạn vẫn để nguyên trong lò, đừng có lấy ra, để nguyên trong cái nồi đừng có lấy ra. Xong rồi mình quét cho nó đều, đừng có lấy ra nè, tại vì nó phải còn nóng nó mới chín cái mặt bánh, chín cái mặt trứng. Mình lấy ra nó nguội, nó không có trứng, chín cái trứng được. Khi nào các bạn thấy cái mặt trứng mà nó khô rồi đó, thì mình lấy ra. Mình lấy ra sớm mà nó không có khô, nó còn ướt. Ở đây mùa này hiếm rau, mà vậy các bạn ăn mắm với dưa leo cũng ngon. Chúc các bạn ngon miệng nha.